Xin chào ngày mới quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nắng nóng vẫn đang duy trì tại các tỉnh thành miền Bắc và tiếp diễn trong ngày hôm nay, ngày Chủ nhật cuối tuần. Mới sáng sớm mà nhiệt độ đã lên tới 30-31 độ. Càng về gần đến trưa và chiều, nhiệt độ sẽ càng gia tăng và cao nhất trong ngày tại khu vực phía Đông Bắc Bộ và Hòa Bình, Sơn La được dự báo trong khoảng từ 34-37 độ, có nơi nhiệt độ trên 38 độ. Thời tiết nắng nóng như vậy không hề thuận lợi cho các hoạt động diễn ra ngoài trời. Tuy nhiên, từ 9 giờ đến 11 giờ sáng ngày hôm nay, thời điểm mà nắng chưa quá gay gắt, tại phố đi bộ Hồ Gươm, Hà Nội sẽ diễn ra Carnival đường phố Hà Nội với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp của quốc tế và Việt Nam nhân kỷ niệm 20 năm ngày Hà Nội nhận danh hiệu Thành phố vì Hòa Bình. Quý vị hãy chủ động có các biện pháp che nắng, chống nóng để chúng ta không bỏ lỡ sự kiện vô cùng đặc sắc, thú vị và ý nghĩa như thế này. Riêng chỉ có các tỉnh Điện Biên, Lai Châu do ảnh hưởng của hội tụ gió yếu trên mực 1.500m, mưa dông xuất hiện dưới diện rải rác chủ yếu về chiều tối, đêm và sáng, và cục bộ có điểm lượng mưa khá nên cũng phần nào khiến cho nền nhiệt độ ban ngày không tăng quá cao, chỉ phổ biến trong khoảng từ 31-34 độ và có nơi trên 34 độ. Đối với các tỉnh duyên hải miền Trung, với sự tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây kết hợp với hiệu ứng phơn và gió Tây Nam khô nóng, nên thời tiết tại đây vô cùng khắc nghiệt với nắng nóng và nắng nóng gay gắt kéo dài dọc theo các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào đến tận Phú Yên. Nhiệt độ cao nhất ngày duy trì trong khoảng 37-38 độ, vùng núi có nơi nhiệt độ lên trên ngưỡng nhiệt 39 độ. Đối với các tỉnh phía Nam, khu vực Khánh Hòa vào đến Bình Thuận thì cường độ nắng nóng có phần giảm bớt mức gay gắt hơn với nhiệt độ là từ 34-37 độ. Nhận định nắng nóng ở các khu vực thuộc miền Trung sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới. Và nơi có thời tiết mát mẻ và dễ chịu nhất trên cả nước trong ngày hôm nay là khu vực Tây Nguyên và khu vực Nam Bộ. Vào ban ngày trời còn nắng gián đoạn, cảm giác dịu mát hơn với nhiệt độ giảm nhẹ so với những ngày trước đó. Cao nhất tại Tây Nguyên, nhiệt độ từ 29-32 độ. Còn với các tỉnh thành khu vực Nam Bộ, mức nhiệt là 30-34 độ. Gió Tây Nam vẫn đang trong thời kỳ suy yếu nên mưa dông không xuất hiện nhiều, chỉ rải rác ở một vài nơi. Và theo như nhận định của các chuyên gia thời tiết, từ chiều tối ngày mai, gió Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh trở lại. Cường độ mưa và diện mưa cũng có xu hướng gia tăng hơn. Người dân cần phải chủ động tránh trú khi gặp mưa lớn. Chuyển sang với những thông tin thời tiết trên biển, khu vực Biển Đông bao gồm quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thịnh hành trường gió Nam đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Hầu khắp các khu vực trên vùng biển này chỉ có mưa xuất hiện cục bộ ở vài nơi nên tầm nhìn xa khá thông thoáng. Như vậy là trong ngày hôm nay, thời tiết tại Bắc Bộ và Trung Bộ vẫn duy trì nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt. Tây Nguyên và Nam Bộ ngày nắng gián đoạn, mưa có xu hướng tăng lên trong ngày tới và tập trung chủ yếu về chiều tối và đêm. Đến đây, bản tin thời tiết sáng ngày 14 tháng 7 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC cũng xin được khép lại. Chúc quý vị một ngày mới thật tốt lành. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.